án Radiant Galaxy, trò chơi Zolander, chiến thuật 3D NFT. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một vũ trụ trò chơi 3D, chơi để kiếm tiền có lợi nhuận trở nên cực kỳ cạnh tranh trong thế kỷ NFT hoàn toàn mới, để cho phép mọi người kiếm tiền từ trò chơi của chúng tôi và tham gia thị trường NFT với một hệ sinh thái mạnh mẽ để mua bán, cho thuê và khai thác NFT 3D, cùng với việc chơi các trò chơi chiến lược Zolander và xây dựng đội quân hùng mạnh của họ. Radiant Galaxy được thiết kế với nhiều lối chơi đòi hỏi tư duy chiến lược để chinh phục, đi kèm các bản cập nhật hàng tháng với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Radiant Galaxy là một trò chơi NFT chơi chiến thuật để kiếm tiền nơi người chơi chiến đấu với nhau để kiếm tiền và tận hưởng bản thân. Các chế độ chơi là PvP và PvE và yêu cầu chiến thuật chiến lược để giành chiến thắng trong các trận chiến với nhiều chế độ chơi. Thú vị, Radiant Galaxy mang đến cho mọi người cơ hội chơi và kiếm tiền. Radiant Galaxy có một cái gì đó cho tất cả mọi người, tập trung vào thiết bị di động để có khả năng tiếp cận tối ưu. Tầm nhìn của chúng tôi luôn hướng tới cộng đồng kiếm tiền ở mọi nơi, mọi lúc. Về chúng tôi, Radiant Galaxy do ông Jacob Harris thiết kế vào năm 2018. Năm 2020, hiểu được tương lai của ngành di động trong game với những trải nghiệm không ban đầu, công ty đã từng bước ghi dấu ấn thành công với hơn 300 lượt tải xuống với nhiều game di động nổi tiếng khác nhau như Hero, Red Cool, How to Loot, Stick Club, Super Tech được thành lập từ đó. Giờ đây đã có kinh nghiệm vững vàng trong môi trường game di động, chúng tôi có đủ tự tin và tài chính để có thể thực hiện ý tưởng còn dang dở trong quá khứ là 3D NFT Radiant Galaxy. Nhóm mang đến cho bạn một sự kết hợp tuyệt vời, đặt công nghệ blockchain và trò chơi di động cùng một bàn. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp một trò chơi NFT giải trí cho lợi nhuận, tập trung vào thiết bị di động để có khả năng tiếp thị tối ưu. Tầm nhìn của chúng tôi là luôn hướng tới cộng đồng của chúng tôi, kiếm tiền ở mọi nơi, mọi lúc với công nghệ Metaverse đang nhanh chóng tiếp cận. Chúng tôi thực hiện sứ mệnh cung cấp một thế giới ảo, nơi người chơi có thể tương tác ở một cấp độ hoàn toàn mới và xây dựng các chiếc giường của riêng họ, và có quyền sở hữu thực sự đối với tất cả các tài sản. Với nền tảng vững chắc về phát triển bộ trò chơi trên thiết bị di động cùng với đội ngũ chuyên gia blockchain, không có giới hạn nào đối với mỗi mục tiêu và khái niệm của chúng tôi cho tương lai gần và xa. Chúng tôi chọn chất lượng là yếu tố cốt lõi, đó là lý do tại sao chúng tôi đã đưa ra chiến lược để phát triển lâu dài và mở rộng hệ sinh thái. Vì vậy, người chơi có thể đóng góp cho môi trường Radiant Galaxy vì lợi ích cộng đồng bằng cách tham gia vào các kênh cộng đồng và đóng góp ý kiến. Chúng tôi tin rằng dự án là một game 3D chất lượng cao, xứng đáng là một game NFT hàng đầu. Sứ mệnh ngay bây giờ khi trò chơi NFT đang là một chủ đề rất nóng. Nhiều dự án trò chơi đã được khởi động trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng họ không đủ tiêu cho hàng hóa của họ, hoặc tệ hơn, chúng tôi đã xem và đánh giá rất nhiều sản phẩm trò chơi NFT và chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị giúp cho việc tạo ra trò chơi. Sứ mệnh của Radiant Galaxy là tạo ra một hệ sinh thái trò chơi cân bằng và bình đẳng. Radiant Galaxy không chỉ dừng lại ở việc chơi game. Mục tiêu của chúng tôi với Galaxy và LEG được sử dụng là động viên kinh tế để khuyến khích người dùng tham gia vào các hoạt động của hệ sinh thái. Các cơ chế được mô tả ở trên có hai mục tiêu chính: để thưởng cho người chơi tương tác với Radiant Galaxy trong khi khuyến khích họ sử dụng mã thông báo cho các giao dịch để tạo ra một nền kinh tế lưu thông nội bộ, để phân cấp quyền sở hữu và quản trị mô hình chơi để kiếm tiền của chúng tôi phù hợp với tất cả người chơi, cho dù họ có đầu tư tiền hay không. Chúng tôi chọn mô hình trò chơi chờ vì nó có thể chơi mọi lúc mọi nơi. Tuyệt vời hơn nữa, chúng tôi đã thêm một chức năng nơi người dùng có thể giải trí khi đi bộ mà vẫn kiếm được lợi nhuận. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.